nhớ trong trong phong trào dịch sẽ đã ở từ xin nó p mới khó à cũng mới khó à nhớ trong từ ở dưới chế sẵn là kia nó à cũng sắm một trò tờ là gì một tờ nữa ê khó à nó mà giờ plo châu xa plo châu xa mệt khó đá giờ plo châu xa còn thấy giờ ít buồn anh cậu nữa nhở à nếu cũng nên để trong phong trào lại ê cũng sắm một trò tùng cái giờ à plo của chị cháu lan chị ê khó à nó mà chị đâu phải nó nhớ dưới chế bố kia sẵn là kia nữa tất nhiên chị đang gạt đầu luôn bán của khăn ông lòng lại nên gạt đầu bán của nạc khôn à chế khó à nó biết tôi những uốn đảo trong này tí xíu nữa à xử lý nên nhỉ à khó thông là bị những uốn đảo đó chỉ tung cái yếu tố họ nên nhỉ và biết uốn đảo họ bán nên mà muốn nên khó thông là những tới giờ chế khó à nó biết sao một chỗ tới à do nên từ họ xã tàu à nhớ chế trong đời sau này chỉ là nó uốn là ô lúa mua à khủng à lừa giả họ nói cứ thế khó trong đó họ à tít tia thì uốn đã đắn à họ nát thang kia chỉ do bao nhiêu xa mét họ khó để bọn đá do ít buồn anh ngầu nãy giờ chế lên từ họ à sa tàu à nó là mát nữa mát mát tôi sai bê khó anh phải yêu một chỗ tại sao nó khó anh nói nhớ về trong đó à phần cầu xử lý cho cái nó cho cái tổ tổ à tỷ ba liệt tổ nè tổ ba liệt tổ à tổ tỷ hòa nó nào hỏi tổ lo chuối anh cậu tổ tính ra khá tổ đâu khó nó họ xa nó do bố đâu xa sân làm kia nè xử lý nên thứ bỏ kia sân làm kia nhớ khó nó à khó anh nó xử lý do bây giờ một trong này bây giờ tôi dùng ô tô đâu tồn tại trong này thì chỉ nhớ tới này nhỉ xử lý à uốn tông đỡ họ bán lọ tàu họ nên nhiều ô khó thùng lọ bây giờ ô khó thùng đồ này tí chi ta chỉ do thì ô khó thùng lọ nó tung cái vật sao lòng tự khó uốn tàu uốn tàu họ bán giờ à giờ từ họ tiêu xa họ tiêu cú nhà họ ăn nó tôi sai chỉ thả à từ cái mù lòng tự bé giờ họ tiêu họ nhiều ô khó thùng nó là bây giờ ô tô trở về đó ta chỉ nghĩ à cái uốn tàu uốn tàu khó thùng nó thì bây giờ hay sao họ còn cái gì uốn tàu uốn tàu họ bán chứ có mà mù có khó thùng nó thì à nhiều yếu phương gì nữa ở dưới đó à cho phụ trách sửa đồ họ cho nên sửa đồ số lần số tuổi tôi sẽ biết khó ăn nó cứ dễ khó ăn và tiệt tuổi hơn nè dùng lên để bỏ nó nếu gặp lo cho mẹ khôn ít bỏ năng gạo nè chỉ cứ dễ khó đá cân gạo nếu cứ giờ bể nó cứ giờ tin gạo cho bón trả và cho anh tông để bỏ bón trả nó lo họ sát tao nó giờ chỉ tuấn chơi phai nó là muốn nè chỉ tuấn chơi phai được khó ăn trâu chia nó lo tin gạo trong tờ tuấn chơi nó khó đá bể nát thang bể nó do plau cho xa mệt nè bà ta hay do plau cho mệt ta chỉ à thì do plau cho xa mệt à họ còn để do ít buồn nên gấu nè à chỉ tuấn chơi khó nó trụ tò nó nếu nhớ nát thang kia liên nếp buồn nó do nhớ đầu xa và cá buồn đã nó thay thu một đầu bể cái chế lo nè à khó ăn nữa cú đá bổ liên nếp buồn nó thế giới khó ăn tiệt tủ sống cầu hàng nè do nên tự hơi nhẹ nó là mát thế à mà tua thì à tua sai thì à hay cho kỳ vọng tao sẽ nên nhảy lên chân nữa hay tao là hay đua nên nhảy qua khó thằng là tao nữa giờ nên nhảy à phía vọng tao không bắt được nên sẽ lo những tao dạng gọi lên nè à giờ lên tao và cho phun dịch rồi khó ăn nó cũng như khó khát à tia bây tí tua mua à à thu rau lên nó ta nữa thiết sản dây ta là bây giờ sắm một trò tờ giờ lên tao họ xả tao à lo cái chim ban trong thế hú trò cú tụ sát tông rồi nó à bây giờ một đầu này nè từ từ họ sát tàu ăn nó là mát thế mát tôi sai thế này nhở tôi sai họ chỉ nhảy lo chiếu già họ nhảy nó lo vừa họ nói cứ giờ họ á vừa dùng ô la ô luồn đâu cho đâu già nhớ chơi trong đời sân này kia nó họ ăn nó hấp bắp cả đầu này hạt chỉ cho phản ít bộ bộ xe họ ăn nó bây giờ tôi nhảy ô tông đâu tông tại đầu này nè ấy giờ lên từ họ à sát ô và ô chế họ nói cho họ đá hàng ô chế lo ô tàu chế dùng câu lo hàng theo vừa giờ họ á dùng hàng nè ấy họ á số bốn hàng ấy từ từ họ nhỉ nó là khu sát tông đâu cũng nè khu tụ sát tông sau trở lên rồi nó à là do của hai đối này thế sùn pe sùn chua đầu sùn plau gì pe sùn là do o chua gì chi sa sùn à do nơi từ họ sa hay tiệt ta tổn thế á là do ố và ố chế rong sa phát thanh này dù lũ nên nó là man trong tôi sẽ biết khó nó như khó ai rong hàng thế tiệt hàng nhóc kia được cái lo à cái mù lo do chính nhau đâu có chỉ hai đứa chán đứa na à nay có mù lo giống gì là do có mù làm mù lo à có giống một ý khó khổng đã truyền được chính nhau cho lúc sư hạ của lợi bởi lúc sẵn là à, kỳ lạ nó lợi dân dân bán nhau được khổ nó nè kể ổ tròn tổng chí nên lý nó sư hạ tư hạ xá dù nó là hút đô cụ tao